Tứ giác, hình bình hành là tứ giác gồm các cạnh đối song song, đó là định nghĩa. Tính chất của hình bình hành là chúng ta có ba cái tính chất, nhớ không? Hình bình hành có ba cái tính chất. Tính chất thứ nhất đó là các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau và hai đường chéo, đúng rồi, cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Rồi trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Hình nào là hình bình hành? Đúng chưa? Rồi hình nào con? Hình đây có phải là hình bình hành không? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Được chưa? Đây là hình bình hành. Theo cái dấu hiệu số 5. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Tiếp. Hình này là hình gì đây con? Đây cũng là hình bình hành. Đúng không? Bởi vì nó có các góc đối bằng gì? Bằng nhau. Nhớ chưa? Đây cũng là hình bình hành. Bởi vì nó có các góc đối bằng nhau. Đúng không? Rồi, câu B nào. Hình nào là hình thang cân? Hình nào là hình thang cân? Hình thang cân là hình thang mà có các góc, có các cạnh đối song song. Có một cặp cạnh đối song song và hai góc ở cùng một đáy bằng nhau. Đúng không? Vậy thì đây là hình thang cân. Được chưa? Vậy hình số 1 là hình thang cân. Vậy một bạn hỏi, cô ơi, cái hình này có phải là hình thang cân không? Hình chữ nhật có phải là hình thang cân không? Đúng rồi. Vậy cái hình này cũng là hình thang cân. Để nha. Vậy chúng ta rút ra nè. Trong tất cả các hình sau, hình nào là hình bình hành? Thì con trả lời hình số 3 là hình bình hành. Chắc chắn rồi đúng không bạn? Và hình số 4 cũng là hình bình hành. Đúng chưa? Rồi, hình nào là hình thang cân? Thì hình số 1 là hình thang cân. Đúng không? Và hình số 4 cũng là hình thang cân. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta thấy là tứ giác ABCD mà có cái gì? Có các góc. Góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D bằng 90 độ. Thì cái tứ giác này người ta gọi đây chính là hình chữ nhật, đúng không? Vậy chúng ta biết rằng vậy hình chữ nhật là gì? Là một tứ giác có bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ. Được chưa? Vậy chúng ta học bài số 9. Đó là hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật này chúng ta học cái gì lớp? Trong hình chữ nhật này chúng ta học cái gì? Chúng ta phải biết trong bài này tôi học cái gì? Đúng rồi. Tôi sẽ học cái gì? Đầu tiên tôi phải học cái gì cái đã? Đúng rồi, đầu tiên tôi sẽ học định nghĩa. Thứ hai tôi sẽ học tính chất. Cái thứ ba tôi học đó là có mấy tính chất đây. Và cái thứ ba mà tôi học đó là dấu hiệu. Đúng rồi, dấu hiệu nhận biết. Đó, tôi học dấu hiệu. Vậy đầu tiên tôi học định nghĩa. Thứ hai tôi học tính chất. Thứ ba tôi học dấu hiệu. Nhớ không? Thứ nhất tôi học định nghĩa, thứ hai tôi học tính chất và thứ ba tôi học dấu hiệu. Và cái thứ tư đó là tôi học cái gì? Tôi học ứng dụng. Món nó có ứng dụng gì? Được chưa con? Hay tôi học thêm một cái định lý về mối liên quan này. Được chưa con? Đó, vậy nhớ cho cô này. Vậy nhớ cho cô trong bài hình chữ nhật bài số 9 này. Bài số 9 này tôi học cái gì? Tôi học định nghĩa. Tôi học tính chất, tôi học dấu hiệu và tôi học ứng dụng. Đó, nó sẽ có những ứng dụng gì? Được chưa? Nhớ định nghĩa, tính chất, dấu hiệu và ứng dụng. Đó, và chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái. Nhớ nha, tí nữa chúng ta cuối giờ chúng ta sẽ hoàn thiện cái sơ đồ tư duy này. Rồi, một bài 9 hình chữ nhật. Rồi, định nghĩa của hình chữ nhật. Hình chữ nhật là gì? Hồi nãy cô lại nói rồi. Đúng con, hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông. Được chưa? Chúng ta viết định nghĩa vô. Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông. Vậy, nhớ ở trong đây. Chúng ta chốt lại.
Hai từ mà chúng ta cần nhớ đó là tứ giác. Có bốn. Đúng chưa? Đúng không? Vậy thì nó là tứ giác có bốn góc vuông. Đó. Cái từ mà chúng ta cần nhớ rất ít. Đúng không nào? Định nghĩa hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông. Được không con? Nhớ không? Nhớ không lớp? Lớp mình nhớ không? Nhớ không? Rồi, thuộc luôn nha. Thuộc luôn nha. Rồi. Rồi, cách vẽ hình chữ nhật. Cái này các con coi thôi. Rồi, các con ghi cái này xong chưa? Cái này xong chưa? Rồi, vẽ cái hình xong chưa? Rồi, rồi bây giờ cái này thì lớp này, lớp mình coi thôi nha. Không ghi, không gì hết. Được không lớp? Không ghi, không gì hết nha. Mình không ghi, không gì hết. Chúng ta chỉ nhìn và chúng ta xem. Để tí nữa chúng ta vẽ hình chữ nhật thôi. Rồi, tập trung lên này. Cách vẽ hình chữ nhật. Đó, cách vẽ hình chữ nhật. Thì thật ra nó rất là đơn giản đây đúng không? Đầu tiên con sẽ đặt cái thước eke và con kéo hai đường. Đúng không? Thì nó vẽ thôi. Đó. Đúng không? Và cách vẽ hình chữ nhật thì rất là đơn giản. Được không nào? À, không có gì khó hết. Đúng không các bạn? Con có ô ly rồi thì con vẽ thôi. Đúng không? Vậy ghi cho cô thêm một dòng. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Thì tương đương. Đây. Cái dấu này là cái dấu tương đương. Tương đương với góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D bằng 90 độ. Và ngược lại. Ngược lại nhân lớp. Nếu cô lại có một tứ giác mà có bốn anh này bằng nhau thì bằng 90 độ. Thì cô lại cũng suy ra được. À, cái hình này là hình chữ nhật. Được chưa? Nên ở đây người ta dùng cái dấu tương đương. Có nghĩa là hai chiều. Anh là hình chữ nhật thì anh suy ra được điều này. Mà anh có điều này thì anh suy ra hình chữ nhật. Hiểu cái chỗ tương đương này chưa lớp ơi? Hiểu cái chỗ tương đương này chưa con? À, tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tương đương với góc A bằng góc B bằng góc C bằng 90. Rồi, xong rồi thì mình giơ tay lên để cô lại biết nha. Câu tiếp theo, câu hỏi chấm 1. Chứng minh hình chữ nhật ABCD trên hình vẽ cũng là một hình bình hành, một hình thang cân. À, hồi nãy mình làm ở trong cái gì nhỉ? Ở trong cái kiểm tra bài cũ rồi. Đúng không? Thì đây là một hình gì? Đây là một hình bình hành. Đúng con? Và đây cũng là một hình thang cân. Vậy bây giờ người ta yêu cầu con hãy chứng minh. Đúng không? Chứng minh hình chữ nhật ABCD trên, vẽ trên cái này này, là một hình bình hành và là một hình thang cân. Vậy bây giờ con chứng minh cho cô xem hình này là hình bình hành trước đi. Tại sao mình nói đến đây là hình bình hành? Nhớ lại định nghĩa của hình bình hành. Quốc Bình. Sai, sai, định nghĩa. Mình lấy định nghĩa ra để mình nói. Không đúng, định nghĩa mà. Cô đâu nói dấu hiệu đâu con. Cô đang nói định nghĩa. Nha, con đang nói lộn rồi đó. Con đang nói đó là dấu hiệu. Định nghĩa. Định nghĩa. Nha, cô đang nói đến định nghĩa. Rồi bạn Hồ Như Bình nào. Bình ơi. Rồi nói cho cô cái định nghĩa coi con. Ồ, lại lộn dấu hiệu nữa rồi. Tứ giác có hai cạnh đối song song. Tứ giác có hai cạnh đối song song đó là hình thang con à. Nha, tứ giác có hai cạnh đối là hình thang. Bạn Khoa nào. Khoa ơi. Ừ, đúng rồi. Tứ giác mà có hai cạnh đối song song đó là hình thang. Còn tứ giác có các cạnh đối song song mới là hình bình hành. Vậy thì con thấy AB này nè có song song với DC không? Có không? Có, đúng không? Con thấy AB song song với CD. Rồi AD cũng song song với BC. Vậy nó là một hình bình hành. Đúng con? Hiểu không nào? Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành. Được chưa? Rồi bây giờ nè. Bây giờ hình thang cân. Hình thang cân là
Rồi bạn Mỹ Lệ nào, hình thằng cân con. Mỹ Lệ ơi, hình thằng cân. À đúng rồi, hình thang cân, hình thang cân, hình thang cân là hình thang, đúng chưa? Mà có hai góc kề một đáy, đúng là bằng nhau, đúng chưa? Vậy bây giờ mình xem, à cái anh này có phải là hình thang không? Rồi, vậy tiếp tục, vậy hình thang là cái gì? Hình nha. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Vậy cô là nói lại hình thang là gì? À hồi nãy mới nói xong. Hình thang là gì? À hình thang là hình có hai cạnh đối. Hai cạnh đối song song nha các bạn nha. Vậy bây giờ anh này muốn là hình thang cân thì anh phải thỏa mãn được cho tôi. Anh có hai cạnh đối song song. Có không? Có hai cạnh đối song song chưa? À vậy anh tóm lại cho tôi nè, anh có hai cạnh đối song song chưa? Có. AB song song với CD, đúng chưa? Hai góc kề một đáy bằng nhau, góc D bằng góc C, góc D bằng góc C bằng 90 độ, thấy chưa? À vậy thì dĩ nhiên anh làm một hình thang cân. Con hiểu vấn đề chưa? Cô lại đi chứng minh nó là hình thang cân. Vậy hình chữ nhật, hình chữ nhật là một hình thang cân, được chưa con? Bởi vì hình chữ nhật này nó thỏa mãn đầy đủ yếu tố là gì? Nó có hai cạnh đối song song, được chưa? Nó có hai góc kề một đáy bằng nhau, nên nó hình chữ nhật ABCD này là hình thang cân, được chưa lớp? Cái thứ hai, à hình chữ nhật này cũng là một hình bình hành, đúng không? Bởi vì mày làm một hình bình hành thì mày phải thỏa mãn cái điều gì? Các cạnh đối bằng nhau. Vậy thì AB này song song với CD chưa? Rồi. AD này song song với BC chưa? Rồi. Đúng chưa? Vậy anh đã thỏa mãn được cái định nghĩa của tôi. Vậy chứng tỏ cái hình chữ nhật này cũng là một hình bình hành. Được chưa con? Vậy thì chúng ta tóm lại một câu, đó là hình chữ nhật là hình bình hành. Hình chữ nhật là hình thang cân. Đúng chưa lớp? Nhớ chưa? Ngược lại được không lớp? Ngược lại được không lớp? Ngược lại có nghĩa là gì? Hình bình hành là hình chữ nhật. Trọng nhân. À đúng rồi, không được. Phải kèm theo điều kiện mới được. Đúng chưa? Và điều kiện chính là cái dấu hiệu của chúng ta. Được không con? Có nghĩa là cô là nói là hình chữ nhật là hình bình hành. Hình chữ nhật là hình thang cân. Được. Nhưng mà con nói ngược lại là hình bình hành là hình chữ nhật. Không được. Chúng ta phải cần có điều kiện. Đúng không? Cần có điều kiện. Cũng giống như cô là nói là một bạn lớp 9 thì biết lớp 1. Đúng không? Nhưng mà một bạn lớp 1 có biết được lớp 9 không? Cần có điều kiện. Con phải học thêm mấy năm nữa. Con hiểu không? Đấy, nó phải cần có điều kiện. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh đây. Người ta chứng minh đây. À, nãy giờ cô là vẽ sơ đồ tư duy rồi. Bây giờ cô là chứng minh lại cho các con ghi vô nghe. Đây các bạn nha. Rồi con ghi cái dòng này cho cô lại. À, chứng minh hình chữ nhật ABCD là một hình bình hành vì nó có các góc đối bằng nhau. Hồi nãy cô là chứng minh theo định nghĩa, bây giờ cô là chứng minh theo dấu hiệu. Được chưa con? À, hình chữ nhật. Sao con? Con chỉ ghi câu hỏi chấm 1. Được chưa? Con ghi câu hỏi chấm 1. Rồi con vẽ hình chữ nhật, rồi con ghi chứng minh. Được chưa nào? Hình chữ nhật ABCD là hình bình hành vì nó có các góc đối bằng nhau. Cái này là chúng ta đã chứng minh theo dấu hiệu nha con. Còn hồi nãy cô là chứng minh theo định nghĩa. Được chưa? Tiếp, câu tiếp theo. Hình chữ nhật ABCD cũng là một hình thang cân vì đây. Nó có AB song song với CD và góc C bằng góc D bằng 90 độ. Cái này là chứng minh theo định nghĩa nha lớp nhé. Đó. Góc D bằng góc C bằng 90 độ. Con chỉ cần viết câu hỏi chấm 1, xong con vẽ hình và con viết chứng minh vô.
Được chưa? Cái này chúng ta chứng minh theo dấu hiệu nha con. Được chưa? Còn cái này chúng ta chứng minh theo định nghĩa. Cô bật qua nha. Hình chữ nhật. À vậy mình ghi cho cô một câu kết luận nè. Hình chữ nhật là một hình bình hành và cũng là một hình thang cân. Rồi ghi cho cô câu này. Hình chữ nhật là một hình bình hành và cũng là một hình thang cân. Đánh dấu sao nhận xét. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và cũng là một hình thang cân. Vậy thì con thấy nè. À con thấy nè. À, vậy thì hình chữ nhật. À hình chữ nhật nó sẽ có. Nó lập cái nick lịch tên là cô Lai. Chịu hết nổi không? Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và cũng là một hình thang cân. Được chưa? Được không lớp? Nha. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và cũng là một hình thang cân. Vậy con xem nè. Bạn nào nhắc lại cho cô hình bình hành có mấy tính chất? Hình bình hành có mấy tính chất? Đó, bây giờ bắt đầu hỏi lại nè. Rồi bạn Trâm nào? Hình bình hành có mấy tính chất con? Bốn tính chất thứ nhất. Tính chất thứ nhất là gì con? À đúng rồi. Cạnh đối bằng nhau. Rồi cạnh đối bằng nhau. Tiếp con. À đúng rồi. Góc đối bằng nhau. Rồi tiếp con. À đúng rồi. Hai đường chéo cắt nhau. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Tại trung điểm mỗi đường. Rồi bây giờ một bạn nhắc lại cho cô hình thang cân. Hình thang cân có mấy tính chất? À, hình thang cân có mấy tính chất? Rồi bạn Kha, bạn Kha nào. Kha ơi, có mấy tính chất con? À, tính chất thứ nhất. À, đúng rồi, hai cạnh bên bằng nhau. Rồi. Bên bằng nhau rồi. Hai đường chéo bằng nhau. Đúng rồi. Gì nữa con? À cái đó là dấu hiệu. Cái đó là dấu hiệu không phải là tính chất nha con. Vậy hình thang cân nó chỉ có hai tính chất thôi. Đúng không? Vậy con nói nè. Vậy nè con nói nè. Vậy thì hình chữ nhật là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân. Vậy cô hỏi hình chữ nhật có tính chất gì? À hình chữ nhật có tính chất gì? À, ai biết nào anh chị? À khoa nào? Hình chữ nhật có tính chất gì con? Ờ nghe cô lại nói lại. Hình chữ nhật là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân. Và cô lại nói là hình bình hành thì có tính chất này, hình thang cân thì có tính chất này. Vậy bây giờ cô hỏi hình chữ nhật có tính chất nào? Thì có 3 tính chất. Hình thang cân thì có 2 tính chất. Vậy hình chữ nhật là có cả tính chất của gì? Của hình bình hành và có cả tính chất của hình thang cân. Nghe rõ chưa? Vậy ít nhất nó phải có 5 tính chất. Thấy không con? Hiểu vấn đề chưa? Bởi vì hình chữ nhật là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân. Nên rõ ràng mà hình bình hành thì có 3 tính chất, hình thang cân thì có 2 tính chất. Vậy hình chữ nhật nó là gộp cả tính chất của hình thang cân và của cả hình bình hành. Được chưa lớp? Nha, đó. Rồi chúng ta đi qua hai tính chất. Em hãy nêu tính chất của hình bình hành và hình thang cân, sau đó điền vào bảng sau. Cái này mình đã nêu cho lớp hả? Mình đã nêu rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền vào bảng đây. Rồi. Rồi. Rồi đầu tiên về cạnh nào. À nhắc lại cho cô. Nhắc lại cho cô nè. Trong hình bình hành thì các cạnh đối sao nhỉ? Lớp ơi mình nhắc lại nè. Cả lớp mình nhắc lại nè. À, các cạnh đối bằng gì? Các cạnh đối song song hay bằng nhau? À song song. À song song và bằng nhau. Cả hai. Vừa song song và vừa bằng nhau. Đúng nào? Tiếp tục. Các góc đối. Đúng rồi, chính xác. Các góc đối bằng nhau. Các con cứ mở mic ra nói. Rồi, hai đường chéo thì sao? Đúng rồi, chính xác. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Rồi, tiếp. Giao điểm của hai đường chéo là gì?
Không phải. Giao điểm của hai đường chéo chính là cái gì nhỉ? Không à? Quên rồi, học ở bài số 6. À, bài số 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 à, số số 8. Giao của hai đường chéo là a. À, đúng rồi, là cái gì, là cái gì, cứ nói đi. Nói đi sai cũng a. À, chính xác. Đúng rồi, là tâm đối xứng. Tụi con cứ nói đi rồi cô tự lọc ra trong đó có cái nào đúng, đúng không? Rồi, các cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, thấy không? À, và à, giao của hai đường chéo chính là tâm đối xứng, chúng ta học ở bài 8. Được chưa? Tiếp tục. Hai cạnh bên thì sao? Lớp ơi. À, đối với hình hình thăng cân nào, hình thăng cân thì sao? Hai cạnh bên bằng nhau, đúng rồi, hai cạnh bên bằng nhau. Tiếp. Cái gì mà bằng nhau? Cái gì bằng nhau? Không, hai cạnh bên bằng nhau rồi, cái gì nữa? Cái gì nữa? Hai góc kề một đáy. Đúng rồi, hai góc kề một đáy bằng nhau. Đúng không? Hai cạnh bên bằng nhau, hai góc kề một đáy bằng nhau. Rồi cái gì nữa? Hai đường chéo. Hai đường chéo. À đúng rồi, hai đường chéo bằng nhau. Rồi, trục đối xứng. Cái hình thang là có trục đối xứng nha. Hình thang có mấy trục đối xứng lớp? Mấy? Hình thang cân có mấy trục đối xứng? À, một trục đối xứng, và nó đi qua đâu? Sai, đi qua trung điểm gì? Sai. À, đi qua trung điểm của hả? Đi qua trung điểm của hai gì? Hai đáy. Con, tụi con cứ nói đi. Nói theo ý mình lên. Được chưa? Để cô lại biết là cái nào đúng. À, nó sẽ là à, trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy. Được chưa lớp? Rồi, nhắc lại nha. Hình thang cân à, là hai cạnh bên bằng nhau. Hai góc kề một đáy bằng nhau. Hai đường chéo bằng nhau. Và à, trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy. Được chưa con? Vậy bây giờ cô lại hỏi nè, nó có hình chữ nhật. Hình chữ nhật nó có đầy đủ tính chất. À, vậy bây giờ đầu tiên về cạnh. Con gom hai cái này lại với nhau nè. Con gom hai cái này lại với nhau. Lớp ơi, vậy về cạnh thì sao? Gom lại. Gom cái thằng này nè với thằng này lại nè, thì con rút ra điều gì? À đúng rồi, về cạnh thì nó sẽ có cái tính chất là các cạnh đối song song và bằng nhau. Đúng chưa? À, các cạnh đối song song và bằng nhau. Thấy không? Tóm lại. Đúng không? Tóm lại. Anh có là các cạnh đối song song và bằng nhau. Rồi tiếp. Về góc. Góc. À, đây nè, các góc đối bằng nhau. Rồi, hai góc kề một đáy bằng nhau. Các góc đối bằng nhau rồi, hai góc kề một đáy bằng nhau. Vậy thì con suy ra bốn góc này đều bằng gì? Bằng nhau và bằng bao nhiêu độ? Đúng rồi, chính xác. Từ góc này kết hợp thằng này và kết hợp với thằng này thì chúng ta sẽ đẻ ra một câu, đó là bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ. Thấy chưa? Thấy không? Vậy đầu tiên về cạnh, thứ hai về góc, rồi thứ ba đường chéo. Đường chéo thì sao? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hai đường chéo bằng nhau. Kết hợp hai này lại, đưa cho cô một câu nè. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hai đường chéo bằng nhau. Vậy rút ra một câu cho cô nào. À đúng rồi, chính xác. Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đúng chưa? Vậy tóm lại một câu, đó là hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Thấy chưa? Rồi tiếp. Bây giờ cuối cùng đối xứng. Đối xứng. Đối xứng lớp ơi. Mình coi nào, đối xứng nào. À, giao của hai đường chéo là tâm đối xứng. À, trục đối xứng của nó à, nó có trục đối xứng. Vậy là cái hình này có trục đối xứng.
Hình này có tâm đối xứng. Vậy đẻ ra thằng này thì sao con? Một thằng có trục đối xứng, một thằng có tâm đối xứng thì kết quả của thằng này là... Lớp cho cô một cái đáp án con nào. Kết quả của thằng này là sao con nào? À, trời ơi trời, một thằng có trục đối xứng, một thằng có tâm đối xứng thì kết quả của thằng này là có cả gì? Ồ, đúng rồi, chính xác. Có cả trục đối xứng và có tâm đối xứng. Và câu hỏi này có mấy trục đối xứng? À, vấn đề là ở đây có mấy trục đối xứng? Suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ. À, nó chỉ có hai trục đối xứng. Và có mấy tâm đối xứng? Một, đúng chưa? Có một tâm đối xứng và hai trục đối xứng. Nha con. À, vậy chúng ta đây. À, giao của hai, giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng. Rồi, giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng. B từ đây, B qua nè con nha. Rồi, hai đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối nhau là trục đối xứng. Vậy nó có hai trục đối xứng. Đây các bạn. Nha, nó có hai trục đối xứng. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. Đây là một trục đối xứng. Và đây là một trục đối xứng. Đây là trục đối xứng D1, đây là trục đối xứng D2. Nha lớp nha. Nha, nó có hai trục đối xứng. Rồi, chúng ta viết hết cái bảng này vô cho cô. Đầu tiên con nhớ cho cô là về cạnh. Viết hết cái này vô cho cô, rồi cô chỉ cho cách thuộc. Đúng không? À, chúng ta viết vô để lâu mà chúng ta quên, chúng ta có cái để chúng ta nhìn. Được không? Rồi cô lại chỉ cho con cái cách để con học thuộc. À, cái cách để các con học thuộc. Chứ bây giờ mà để như thế này mà dài quá. À, làm sao mà tôi thuộc được, đúng không? À, cô sẽ chỉ cho các con cái mẹo để các con học thuộc hết cái này. Mình lát thì mình cứ đi ra đi rồi mình vô lại con. Đầu tiên là cạnh nha con. Rồi đến góc. Góc. Đúng không? Góc. Rồi đến đường chéo. Đúng không? À, rồi đến đường chéo. Rồi, lớp ơi, mình kể cho nha con. Nhớ nha. Đầu tiên là cạnh, thứ hai là góc, thứ ba là đường chéo và thứ tư là đối xứng. Đối xứng ở đây chúng ta có hai cái, đó là đối xứng trục và đối xứng tâm. Nha. Con học xong bài này rồi cô sẽ hệ thống lại cho các con. À, đối xứng trục, những hình nào có đối xứng trục, những hình nào có đối xứng tâm. Nha. Lùi ra xa tí, không thấy gì hết. Rồi, thấy rồi. Tiếp tục. Ghi vô cho cô là nè. Hai, tính chất. Tính chất hình bình hành thì ở đây cô lại ghi một số cụm từ để cho con nhớ nha. Rồi, chúng ta sẽ nhớ một số cụm từ nè. Hình chữ nhật có các tính chất của tất cả hình bình hành và hình thăng cân. Đúng không? Và D1, D2 là hai trục đối xứng của hình bình hành. Rồi, con viết cái câu đó cho cô. Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Các góc bằng nhau. Đúng không? Hai đường chéo bằng nhau. Ô là tâm đối xứng. Được chưa nào? Hai. Hình chữ nhật có tất cả tính chất của hình bình hành và hình thăng cân. Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Thứ hai là AB song song với CD. AD song song với BC. Và AB bằng CD, AD bằng BC. Bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ. Rồi, hai đường chéo cắt nhau và bằng nhau.
Sao con? Vẽ cho con. Vẽ hai cái trục đối xứng này vô cho để quên. Và hình này có mấy trục đối xứng? Có hai. Như thế này thì vẫn còn dài lắm, đúng không? Vẫn còn khó nhớ lắm, đúng không? Bây giờ trong tính chất này tôi nhớ gì? Đúng không? Cô nhớ gì trong đây? Đúng không? Vậy thì cô là nhớ đầu tiên, cô là nhớ cạnh. Rồi lớp mình nhìn lên đây, từ từ ghi bên đây, ghi cái này trước đã cho cô. À, chúng ta tóm lại trong cái này chúng ta sẽ nhớ gì? Đầu tiên tôi nhớ cạnh. Đúng chưa? À, tôi nhớ cạnh thì các cạnh đối của nó song song và bằng nhau. Hai cái cụm từ tôi nhớ đó là song song và bằng nhau. Được chưa? Các cạnh đối song song và bằng nhau. Đó, các bạn nhớ không? Đó. Tính chất của nó rất đơn giản và rất dễ nhớ. Đầu tiên, cạnh. Thứ hai, góc. Thứ ba, đường chéo. Thứ tư, tâm. Tâm đối xứng là cái này mình phải nhớ. Và thứ năm là trục đối xứng. Trục đối xứng. Con nhớ cái này để làm gì? Đúng không? Con nhớ cái này để làm gì? Rồi, tiếp theo, góc. Đúng không? Cạnh thì con nhớ cho cô này, song song và bằng nhau. Góc thì nó bằng nhau tất tần tật và bằng 90 độ. Đó, cụm từ mà cô là nhớ là góc bằng nhau và bằng 90 độ. Còn hai đường chéo thì dễ lắm. Đúng nào? Hai đường chéo, đầu tiên cụm từ đó là bằng nhau. Được chưa? Bằng nhau và cắt nhau. Cắt nhau. Tại trung điểm mỗi đường. À, đúng chưa? Tâm đối xứng có không? Chính xác, hình chữ nhật là hình có tâm đối xứng. Và tâm của nó chính là giao của hai đường chéo. Giao hai đường chéo. Đó. Còn hình này có trục đối xứng không? Dạ có mấy trục? Dạ có hai trục. Nhớ cho cô, hai trục. Được chưa? Hình này có không? Có, dạ có hai trục. Và các bạn mô phỏng bằng một hình vẽ cho dễ nhớ. Đây là D1, đây là D2. Các bạn nhớ giống như chúng ta chia bánh chưng vậy đó. Đó, là tự nhiên các bạn sẽ nhớ thôi. À, y chang thì chúng ta chia bánh chưng vậy con. À, vậy chúng ta nhớ cho cô này. Cạnh, góc, đường chéo. Đúng không? Cạnh, góc, đường chéo. Tâm đối xứng, trục đối xứng. 5 cái để chúng ta nhớ trong cái tính chất của nó. Được không? Nhớ cho cô này, rất đơn giản. Cạnh thì các cạnh bằng nhau và song song. Góc thì nhớ cho cô một từ duy nhất, đó là bằng nhau và bằng 90 độ. Đúng không? Đường chéo thì các bạn nhớ cho cô đó là bằng nhau, đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Nên các bạn thấy OA bằng OB bằng OC bằng OD. Thấy không con? Rồi, à, tâm thì sao? À, tâm của nó chính là giao của hai đường chéo. Đúng chưa? Còn trục đối xứng các bạn nhớ cho cô có hai trục. Và giống như chúng ta chia cái miếng bánh chưng để chúng ta ăn vậy đó. Đúng không con? À, chúng ta cắt cái miếng bánh chưng ra thành 4 miếng chúng ta ăn thì chúng ta đó. Chúng ta nhớ hai cái trục đó. Được chưa? Nó rất đơn giản và rất là dễ nhớ. Được không? À, chúng ta viết thì nhiều nhưng tóm lại chúng ta chỉ có nhớ bao nhiêu đây thôi. Tóm lại chúng ta chỉ nhớ vài câu, vài từ trong nó thôi. Được chưa? Rồi. Đó là tính chất. Để nhận biết một tứ giác là một hình bình hành thì ta cần chứng minh tứ giác đó có mấy góc vuông. Để chứng minh, để nhận biết tứ giác này là một hình chữ nhật thì chúng ta chỉ cần chứng minh nó mấy góc vuông là đủ rồi. Có cần tới 4 không? 2 chưa đủ. 2 chưa đủ. Mấy? Đúng rồi, 3. Con chỉ cần chứng minh nó 3 góc vuông thôi thì góc còn lại cũng sẽ là góc vuông. Đúng chưa? 4 thì hơi nhiều. Vậy thì chỉ cần 3 thôi, đúng không lớp? 3. Đúng không? À, tứ giác có 3 góc vuông thì nó là hình chữ nhật. Vậy đây là dấu hiệu chúng ta ghi. 3 nhỏ, dấu hiệu. Bên cái phần tính chất ghi xong chưa? Rồi, 3 nhỏ. Dấu hiệu nhận biết. Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật. À, đây. À, đây là từ hình gì đây?
hình thang cân. Hình thang cân mà muốn biến trở thành hình chữ nhật thì cần thêm điều kiện gì các bạn? Ui nhiều quá. Hình thang cân. À, hình thang cân mà muốn trở thành hình chữ nhật thì câu là cô là nói với các con biết là chúng ta chỉ cần một góc vuông thôi. Chỉ cần một góc ở đây vuông thì góc ở đây cũng sao luôn? Vuông. Mà góc đây vuông thì suy ra góc này cũng vuông. Bởi vì anh này cộng với anh này bằng 180 độ. Đúng không? Có phải không? Vậy thì chúng ta đối với hình thang cân mà muốn trở thành hình chữ nhật thì chỉ cần một góc vuông mà thôi. Nha con. À vậy ghi. À, hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật. Dấu hiệu số 2. Dấu hiệu số 2. Hình thang cân có một góc vuông, đó là hình chữ nhật. Tiếp. À, thế bây giờ hình bình hạnh. Hình bình hạnh mà muốn trở thành hình chữ nhật thì cần thêm điều kiện gì ta? Nếu hình bình hạnh mà cần thêm điều kiện gì để nó trở, cũng mấy góc vuông thôi. À, chính xác một góc vuông thôi. À, chính xác một thôi. Đúng không? À, vậy thì hình bình hạnh mà có một góc vuông thì đó là hình chữ nhật. Chỉ cần một góc vuông thôi, một góc vuông. Rồi, tiếp theo. Y. À, có cái gì đây ta? Bây giờ đây là hình bình hạnh. Hai đường chéo này không bằng nhau. Vậy nếu như hai đường chéo này bằng nhau thì nó sẽ trở thành hình chữ gì? À, đúng rồi. Chúng ta ghi cái dấu hiệu số 3 này xong chưa con? Xong chưa lớp? Xong chưa? Nhanh lên nào. Rồi, xong rồi. À, vậy thì chúng ta chỉ... Cái dấu hiệu số 3 mà. Cái dấu hiệu số 3 mà làm gì chưa ghi xong như vậy con? Hình bình hạnh có một góc vuông là hình chữ nhật. Rồi, xong chưa? Rồi, tiếp. Đây. Y. Hình bình hạnh mà có hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình chữ nhật. À, dấu hiệu thứ tư. Hình bình hạnh có hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình chữ nhật. Vậy chúng ta có mấy tính chất ta? Có mấy? Có, à, xin lỗi, có mấy dấu hiệu? Có mấy dấu hiệu? 4 hay 5? Nhớ cho kỹ, 4 hay 5? 4. Một cái là tứ giác có mấy góc vuông? Tứ giác có mấy góc vuông? Có 3 góc vuông, đúng không? Nó là hình chữ nhật. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật. Hình bình hạnh có một góc vuông là hình chữ nhật. Hình bình hạnh có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Đúng không? Còn dấu hiệu nào nữa không? Lớp ơi, còn dấu hiệu nào nữa không? À, hết chưa? Hết chưa? À, hết chưa nào? Hết chưa nào? Rồi, ghi xong chưa? Ghi xong chưa? Rồi, vậy chúng ta có mấy cái? À, chúng ta sẽ đi chứng minh dấu hiệu số 4. Nhưng mà thôi, bây giờ cô chỉ cho các con học nè. Bây giờ làm sao học 4 gan này đây ta? Làm sao học 4 gan này đây ta? Đầu tiên, à, bây giờ đến cái dấu hiệu nè. Dấu hiệu. Nhớ cho cô. Nhớ cho cô cách nhớ nè. Cô là chỉ cho cách nhớ dễ ẹt. Đúng không? Cách nhớ thứ nhất là liên quan đến tứ giác. Tứ giác có mấy góc vuông? À, liên quan đến số 3. Vậy tứ giác có 3 góc vuông, đó là hình chữ nhật. Đúng không? Rất đơn giản. Cái thứ hai liên quan đến hình thang cân. Hình thang cân thì chỉ còn một thôi. Hình thang cân có một góc vuông, nó là hình chữ nhật. Thấy không lớp? Thấy cô lại học thuộc chưa? À, tiếp. Hình bình hạnh. Hình bình hạnh cũng vậy, nó giống như hình thang cân, nó chỉ còn một là đủ. Vậy hình bình hạnh có một góc vuông là hình chữ nhật. Và cái cuối cùng, cái cuối cùng là liên quan đến hình bình hạnh. Hình bình hạnh. Và hình bình hạnh này là hai đường chéo. Hai đường chéo này phải bằng nhau hết. Đúng không? À, tôi rất đơn giản và tôi rất dễ để tôi thuộc được nó. Và cực kỳ đơn giản luôn. Đúng không các bạn? Được chưa? Vậy đầu tiên là tứ giác. Tứ giác thì phải có 3 góc vuông thì nó là hình chữ nhật.
đúng không? Cái thứ hai là liên quan đến hình thăng cân. Hình thăng cân có một góc vuông là hình chữ nhật. Cái thứ ba là liên quan đến hình bình hành. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. À, cái thứ tư là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Còn thấy chưa? Lớp mình thuộc chưa? Lớp mình thuộc chưa? Ai thuộc rồi giơ tay lên nè. Ai thuộc rồi? À, đây là cái sơ đồ bài học của mình. Đúng không con? À, rồi chúng ta sẽ đi chứng minh cái dấu hiệu số 4. Được không con? À, cái này cô nói qua thôi nhé. Chúng ta không cần ghi nhé. À, chứng minh dấu hiệu số 4. À, cho cái ABC. À, cho một cái hình. À, có hai đường chéo bằng nhau. Đúng không? À, giả thuyết. À, ABCD là hình bình hành. Và có AC bằng BD. À, ABCD là hình chữ nhật. Đúng không? Đây chúng ta sẽ đi chứng minh dấu hiệu số 4. Được không? Chúng ta không cần ghi, nghe thôi. À, trong sách nó cũng có rồi. À, để chứng minh nó là hình chữ nhật thì chúng ta sẽ suy ra bốn góc bằng nhau. Bốn góc bằng nhau, à, thì chúng ta suy ra được nó là hình thăng cân có hai góc kề một đáy bằng nhau và bằng 90 độ. À, từ đó chúng ta sẽ suy ra được đó là AB song song với CD, AC bằng CD, à, và từ đó suy ra nó là hình bình hành. Thấy không nào? À, vậy bắt đầu bằng hình chữ nhật. Chúng ta suy ngược ra. Vậy thì bây giờ, à, bây giờ chúng ta làm từ đâu? Lớp ơi, chúng ta làm từ đấy. À, làm từ đây này, làm từ đây, làm từ đây, làm từ đây. Đúng không? Hồi nãy là do cô suy luận là suy luận từ dưới lên trên. Nên bây giờ con sẽ làm từ trên xuống gì? Xuống dưới. Hiểu không? Nha. Hồi nãy là cô lại suy luận từ dưới này, cô lại suy luận lên nè. Nên con sẽ làm từ trên xuống dưới. Vậy đầu tiên, à, vì ABCD là hình bình hành, nên cô lại có AB song song với CD và AC bằng BD. Đúng không? Đúng chưa? À, cô lại có AB nè, song song với DC nè, rồi AC bằng BD theo giả thuyết nè, thấy không con? Đúng không? Thì từ đó cô lại suy ra được điều gì? À, từ cái này cô lại suy ra được, à, cái hình, à, cái hình hình thăng cân, à, và có hai góc kề một đáy bằng nhau và bằng 90 độ. Đúng không? Đúng không? Rồi sau đó cô lại suy ra được bốn góc này bằng nhau và suy ra được nó là hình chữ nhật. Đúng không? Đây là cái cách mà chúng ta suy luận thôi ha. Rồi chúng ta đi chứng minh. À, ABCD là hình bình hành, có AB bằng, à, có AB, à, AC bằng BD, AC bằng BD. Vì ABCD là hình bình hành nha. Nào, nên sẽ con sẽ có được là AB song song với CD, AD song song với BC. À, ta có AB song song với CD và AB AC bằng BD. Nên từ đó con sẽ suy ra được cái này nó là hình thăng cân. Hình thăng cân thì chúng ta sẽ suy ra được góc ADC bằng BCD. À, ADC. ADC bằng BCD. Mà ADC bằng BCD thì, à, mà hai thằng này cộng lại thì lại bằng bao nhiêu? 180 độ. Nên suy ra, à, do hai chóc trong cùng phía. Được không? Từ đó cô suy ra, à, mỗi góc bằng nhau và bằng 90 độ. Mỗi góc bằng nhau và bằng 90 độ. Đúng không? À, do đó cái hình thăng cân này mà có bốn góc bằng nhau. Đúng không? Hình thăng cân mà có bốn góc này bằng nhau và bằng 90 độ thì suy ra hình này là hình chữ nhật. Con thấy chưa? À, từ cái sơ đồ lập luận sau đó mình làm. Được chưa? Cái này thì có trong sách rồi nha con. Nên là cô chỉ chứng minh lại thôi. À, chúng ta không cần ghi đâu. Rồi, chúng ta cần thì chúng ta có thể ghi trong, chúng ta có thể chép trong sách, chúng ta có thể coi lại trong sách giùm cô với. Rồi vô bài tập cô sẽ dặn cụ thể cho con. Phát biểu sau đúng hay sai? Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật. Đúng hay sai con? À, chắc chắn rồi. Trời, hình thang có một góc vuông mà là hình chữ nhật là làm gì có? Trong dấu hiệu của mình đâu có nói đến hình thang đâu con. Chỉ nói đến hình thang cân. Lớp ơi, nghe cho rõ nha. Chỉ nói đến hình thăng cân thôi, không nói đến hình thang đâu. Nghe chưa? À, vậy cái này là sai. Được chưa? Tiếp.
Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Có cái này không lớp? Có cái dấu hiệu này không? À không. À không, vậy câu này luôn. Câu này sao luôn? À đúng rồi, câu này sai luôn. Đúng không? Rồi, à, tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đó là hình chữ nhật. Đúng hay sai? Lớp mình giơ tay cho cô, ai nói đúng giơ tay lên. Rồi ai nói sai? Ai nói sai? À, câu này là câu đúng. Tứ giác mà có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, được chưa? Thì nó là hình bình hành. Mà hình bình hành mà có hai đường chéo bằng nhau nữa thì nó là hình chữ nhật. Nha lớp nha. Nó là sự kết hợp nha con nhé. À, hai đường chéo bằng nhau. Hai đường chéo, nhớ cô là nói là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Thì đó là hình bình hành. Được chưa? Rồi, mà hình bình hành mà có hai đường chéo bằng nhau nữa thì nó là hình